Sau một tuần nghị án, chiều ngày 14 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Dương Thái Tâm, 34 tuổi, ngụ phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tù chung thân và Trần Thị Ngọc Dầu, 30 tuổi, 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tâm cùng vợ là Dầu đi trên chiếc xe mô tô do một người khác điều khiển đến khu vực ấp Năm Chùa, xã Nam Thái, huyện An Biên, Kiên Giang, thì bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện An Biên phát hiện bắt quả tang hai vợ chồng đang trên đường mang ma túy đi bán. Tang vật công an thu giữ là một giỏ sách có một quả dưa hấu, bên trong có 5 bịch ni lông chất ma túy đá, trọng lượng tương đương 0,5 kg. Trong quá trình điều tra, Tâm khai nhận số ma túy trên do bị cáo tự mua rồi ngụy trang vào trong ruột dưa hấu, sau đó rủ vợ đem đến huyện An Biên, Kiên Giang bán kiếm lời. Nhưng chưa kịp giao cho người mua thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.